quá ngon luôn. Gì vậy? Rồi ok, thì hôm nay tôi chuẩn bị hột vịt. Một bên á là hột vịt lộn, còn một bên á là hột vịt thúi. Hột vịt thúi thúi lắm. Sao thúi? Luộc lên nó thúi lắm. Mình đâu có ăn đâu sợ. Chứ ai ăn? Ông Nhí ăn. Hôm nay mình sẽ xem phản ứng của ông Nhí như thế nào. Để tôi, mọi thứ để tôi lo cho. Nè, ông nhớ kỹ nha. Mấy cái hột vịt mà tôi đánh dấu á là hột vịt lộn, còn mấy cái hột vịt mà không đánh dấu á là hột vịt thúi. À, thì chút xíu nữa mình sẽ luộc 5 cái hột vịt lộn lên mình ăn. Rồi cái phần này á mình sẽ bỏ quên lại. Ông thấy, ông sẽ lấy, ông luộc, ông ăn. Thì khi đó nó sẽ nổ như pháo bông vậy. Bập, 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 bập. Nó thúi rùm luôn. Thì cái này á mình sẽ xem phản ứng của ông Nhí như thế nào. Nếu mà ông Nhí ổng tham lam á thì bị thúi ráng chịu. Đúng rồi, đâu trách ai được. Còn nếu mà trả lại cho người bị mất á, hiền lành chất phát á, thì đâu có bị gì đâu. Nè. Thì chuẩn bị ở đây là 5 cái hột vịt lộn, là chút xíu nữa anh em mình ăn ghẹo ổng. Còn phần này á là 10 trứng hột vịt lộn thúi quắc. Để quên lại cho ổng không? Để quên lại. Nói chung là kịch bản tôi đã chuẩn bị hết trơn rồi, đâu vào đó rồi. Rồi bây giờ hai anh em mình đi vô chổng, cứ bình thường thôi. Ông Nhí giờ này á, ổng đang cho cá ăn, cũng gần xong rồi, vô là vừa luôn. Sẵn mình ăn trưa luôn. Cho ông Nhí ông ăn hột vịt thúi. Hột vịt thúi cũng là một món ăn nha. Nhưng mà người nào biết ăn mới ăn được. Đúng rồi, mà người nào biết ăn mới ăn được. Mà cái mùi của nó hơi khó chịu xíu, nhưng mà nó cũng là một món ăn chứ không phải là đồ bỏ. Đúng rồi. Ok, bây giờ anh em mình đi vào chạy cá của ông Nhí ông Tư. Đi. Ông Nhí ơi, ông Nhí à, có ở nhà hay là không? Trời đất cao, mới sáng sớm đang làm gì đó cha nội. Ông Nhí ơi. Trời đất cao, ngày nào cũng như ngày nấy. Đang làm gì đó? Đồ con tâm tôm này sao nó gió thổi nó xúc hoài à? Trời đất ơi, tôi nói ông hoài à, xây chạy khác đi. Cái chỗ này dở ra được rồi. Tiền có làm gì, đập vô mấy chiếc xe tốn tiền. Trong khi đó mình lấy số tiền đó xây nhà tường lên. Mát nữa. Đúng rồi. Lợp la phong đồ lên. Thôi mày ơi, mày bàn tốn kém dữ vậy. Trời đất ơi, chạy cá của ông nhìn kìa. Mấy cái miếng tôm này là nó sắp rớt hết rồi mà vẫn để. Nay cũng cả 10 năm à. Đúng rồi, 10 năm hơn rồi. Trời đất cơ. Nhưng mà mày vẫn buôn bán, vẫn có đồng ra đồng vô bình thường mà. À, kiểu là chưa tới lúc phải nâng cấp đúng không? Ừ. Rồi, kệ ông đi, mệt ông quá. Ăn uống gì chưa? Chưa, sáng giờ chưa ăn uống gì. Trời đất cơ. Cũng trễ rồi, chưa ăn uống nữa. Ừ. Ây da, mệt ông ghê, không có chuẩn bị gì hết. Em gì quá à? Hột vịt lộn. Ê, ngon hả? Sao ngon? Hột vịt lộn. Thì hôm nay tôi với ông Tư mua được mớ hột vịt lộn ngon quá. Mượn bếp của ông để mà luộc lên ăn. À, bếp thì tao có mà kìa. Lủng nó đi. Còn ra không? Không biết nữa, ra kiểm tra coi. Kiểm tra coi còn ra hay không. Nặng không? Rồi, bây giờ ông cho tôi mượn cái nồi đi. Luộc lên anh em tôi ăn coi. Nồi với giò mày đó, giòm xuống dưới. Lấy ông Tư, luộc liền luôn. Đang đói bụng lắm rồi. Giờ nay mà có một vịt lộn luộc chấm muối tiêu nữa thôi. Đúng rồi. Ngon lắm. Để chút xíu nó chín đi tính. Ừ. Ông Nhí ơi. Hột vịt lộn á là mình ăn với gì? Hột vịt lộn thì mình chấm muối. Có muối chưa? Chưa. Chưa có muối. Vậy sao ta? Ông Nhí. Ừ đúng rồi. Đi vô lấy giùm chén muối đi. Làm giùm chén muối đi. Rồi. Ok. Rồi. Bật lửa lên luộc. Đúng rồi. Rồi được rồi. 5 trứng thôi. Còn cái này để dành lại.
Bắt lửa chưa? Rồi. Muối tiêu tắt. Đúng rồi, hợp lý luôn. Tại vì mày ăn thịt lộn á là mày ăn cái muối tiêu tắt nó thơm. Ok. Thơm hơn là chanh. Rồi hiểu. Ủa? Sao mày không bỏ vô mày luộc hết đi? Luộc hết ăn gì nổi cha nội. Ăn đâu hết. Ui sao đông người mà. Đâu có đủ đâu. Năm trứng là hai anh em mình ăn thấy mụ nội rồi. Còn cái này để dành tối ăn. Cái này để dành tối. Đúng rồi. Năm trứng này chia ra hai bay. Chia ra hai người thôi. Đúng rồi. Ta ăn cái nồi à? Ta ăn gì? Ông đâu có phần. Đúng rồi. Làm gì có phần của ổng. Đi qua đây mượn đồ để mà nấu thôi. Chứ ổng đâu có phần đâu ăn. Bây giờ thích ăn cũng được. Chạy ra bà ba mua mấy trứng bỏ vô luộc chung cho vui. Ừ. Có quyền nha. Quyền gì chứ chạy chi cho mất công vậy. Tao bán sẵn có đây nè. Mày luộc có hai trứng là đủ rồi. Nói chung á, tôi cũng muốn lắm mà không có được. Lỡ hứa với cái bụng của mình á là cái này để dành tối thì phải giữ lời. Giờ mình lỡ mình hứa với cái bụng của mình rồi. Đúng rồi, nam tử hán đại dương phu mà nói là phải giữ lời. Đúng rồi. Nam tử hán với hán gì cái đầu mày á. Mày biết nồi của tao, ga của tao, bếp của tao. Chưa chắc, chưa chắc. Từ từ để tôi nói về lịch sử của những món đồ này cho ông biết. Cái nồi này á, ngày xưa nó là của ông bà. Ông ba ông bỏ vào nhà xe, ông nhí ông lấy vô ông rửa, ông cất ở đây, ông làm cái nồi của ổng. Đúng rồi. Còn lịch sử về cái bếp ga này ngày xưa là của ông Tư mua cho tôi. Xong rồi để ở đây nấu nướng. Sau này ông lấy luôn, ông nói là của ổng luôn. Đúng chưa, đúng chưa? Lịch sử còn đó mà. Giấy viết ghi lại đàng hoàng. Đúng ha, tao quên mày. Rồi thì bây giờ á, ông cũng có nữa. Ừ. Nhưng mà có mặt thôi chứ không có phần. Có mặt thôi chứ không có ăn. Đúng rồi. Ăn uống gì nhanh đi, trả bếp rồi tao. Bây giờ mở đi. Dọn dẹp sạch sẽ đó. Bây giờ mình thiếu rau. Hột vịt lộn ăn với rau muống. Mày gọi vịt hả? Mày sao mày tào lao mày. Hột vịt lộn ai ăn rau muống. Bậy rồi. Hột vịt lộn mà ăn với rau muống. Ông làm như gỏi gà, gỏi vịt vậy. Hột vịt lộn á là ăn với rau cay. Suốt mày cái mày dẹp luôn mày. Chứ ăn với rau gì? Ừ, ai đời mà ăn hột vịt lộn ăn với rau cay. Người ta ăn là ăn với rau này, đúng rồi mày ơi. Đâu? Rau gì ta? Biết nữa, kỳ ghê á. Tôi nhớ hột vịt lộn là mình ăn với rau cay. Tôi chỉ nhớ rau muống. Ừ ha, rau cay cho thỏ ăn mà. Lộn ơi, lộn ơi. Rau gì? Đây nè. Một vịt lộn là người ta ăn với rau răm. Hả? Đúng rồi. Quá hợp lý luôn. Ừ, ha. Đầy đủ mọi thứ. Ê, 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 tao bị sơ hở, tao bị sơ hở. Sơ hở gì? Tao, 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 tao. Cho mượn chút xíu đi, ăn có mấy cọng thôi, ông làm gì ghê quá. Nhưng mà này để tối đi. Tối nay luộc á, rủ ông qua. Đúng rồi. Ừ. Rủ ông qua cho ông nửa trứng. Nguyên rổ cho tao nửa trứng hả? Làm tao thèm khác lắm hả? Giờ tiết kiệm phải chịu thôi chứ biết sao giờ. Đúng không? Bỏ tiền ra mua muốn ăn mấy trứng cũng được. Còn người ta cho mình á, mà mình đòi hỏi nữa nó kỳ. Kỳ lắm. Rồi cho nhiêu ăn nhiêu chứ sao mà hỏi được. Ừ. Chù cha nó chín là nó sôi bọt. Vậy nó thơm ta. Rồi ok. Thì bây giờ anh em mình thưởng thức thôi. Quá đơn giản luôn. Buổi sáng mà ăn hột vịt lộn nó bổ lắm nha. Nhiều chất dinh dưỡng. Hả? Ủa ông Nhí làm gì vậy? Tao nặng tắt ra cho mày nè. Đâu ai mượn đâu. Đâu ai mượn đâu. Để tôi tự nặng được rồi. Ông nặng giùm, ông làm giùm, mất công ông xin chứ không được gì á. Mày ăn đi. Bây giờ ăn đi, bữa nào trúng số tôi mời ông ăn sao? Xa dữ vậy. Trời trúng số mới được ăn. Rồi ok, để ăn thử xem là hột vịt lộn bà Ba hôm nay bán như thế nào nha. Ông Tư ăn gì kỳ vậy? Ăn gì mới đã. Bỏ vỏ đây luôn. Dạ. Ê, cái đó đốt mày luôn mày. Chu già.
quá ngon ông Nhí. Hôm nay hột vịt lộn ngon nè. Cái con của nó vừa. Cái con vừa phải. Cái chồng đỏ nó bao quanh đó, cái mề nó nhỏ. Ăn một cái vô cuốn họng luôn. Thì nó úp mề mà. Tôi ăn kiểu này nha. Tôi ăn kiểu truyền thống. Còn ông Tư á là ông ăn kiểu mới. Kiểu ông Tư là ăn một lần một trứng luôn. Đúng rồi, ăn vậy mới đã, mới ngon à. Ăn vậy thì sai kỹ thuật. Phải không? Ta ăn hột vịt lộn người ta phải ăn từ từ, người ta thưởng thức cái hương vị nó. À. Ăn từ cái đích trước. Phui nó ra. Đây, kiểu tôi phải không? Ừ. Đó, hấp nước trước nè. Coi chừng nóng đó. Nóng, 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 nóng. Chù chà. Bỏ muối vô, bỏ muối vô. Ăn kiểu gì thấy thèm dữ. Chù chà. Còn mày ăn như thầy ăn gà. Đó, hút cái nước nó miếng. Phải không? Ừ. Hút nước phải không? Nếu mà có rượu nữa thì làm chung. Bắt đầu mình muốn ăn cái thịt. Có nhiều người ăn hột vịt lộn á, làm cho nó nguội xong mới ăn là sai nha. Sai bét. Đúng rồi. Nó tanh rình. Ăn phải nóng. Ừ. Nóng thiệt là nóng. Mình húp vô nó bổ lắm. Đã lắm. Rồi mày ăn nó phải nóng. Chung nào. Sao mày nhớ hả? Để anh em tôi ăn xong đi rồi tính tiếp. Mệt quá. Có mấy trứng buổi sáng à. Ừ. Cái ông này từ từ thủng thỉnh rồi ăn. Tại vì cái tạc múc hốt quen. Ăn kiểu đó mà. Rồi tôi ăn nhẹ nhàng ha. Nó nóng dữ không Tư à? Ừ. Nóng lắm. Bỏ miếng rau vô. Nóng dữ á. Chục chà. Này hột vịt mới nha ông Tư. Đúng rồi. Mới mới á. Đã quá. Chưa xong nữa hả? Ông ăn ông giả bộ cho nó dở được không? Để ông Nhí ông thèm tội nghiệp. Không được, cái này không giả bộ được. Giả bộ cái gì mà giả bộ, tao đâu có thèm. Béo ghê. Ngon quá. Ừ. Cái này có gì đâu bình thường nữa. Gâu âm là ăn nguyên cọng vậy nha. Ừ. Còn hai trứng kìa. Càng nóng càng ngon ha. Ừ. Nóng ăn hấp dẫn ghê. Mình ăn cái món ăn nó nóng á, lúc nào nó cũng ngon. Ngon quá. Gì? Hả? Ăn không đủ á. Của ổng để chiều đi. Của ổng chiều tính. Cảm ơn nó mày đã rồi. Ngon quá. Làm thêm trứng không Tư à? Tôi ba trứng rồi, giờ trứng ba rồi. Lúc ba trứng vỏ đã. Làm trứng đi. Mày ăn riết đi, cái bụng mày hù lù rồi đó, mày nắp úa. Chù chà, nước nó chảy ra kìa. Rồi ok, thôi dẹp. Buổi sáng là quan trọng nhất. Buổi trưa, buổi chiều, buổi tối, đó chỉ là những bữa phụ thôi. Bữa sáng là quan trọng lắm. Ông ăn uống này kia là phải nhớ. Buổi sáng là ăn phải kỹ, đầy đủ chất bổ. Về ông Tư. Đi. Thôi tao bây về đi. Ừ. Ông Nhí ơi. Ơi cái gì đó mày?
Ủa đâu mất tiêu rồi? Cái rổ trứng vịt. Đúng rồi, để quên đâu mất tiêu rồi. Hai thằng bay đem gì bẩn hết rồi còn hỏi gì nữa. Ông Tư có cầm không? Hồi nãy tôi nhớ là cái rổ hột vịt để chỗ này. Anh em mình ăn chỗ này. Ăn xong anh em mình dọn dẹp đâu đó gọn gàng. Đúng rồi. Cái rổ hột vịt vẫn nằm chỗ này. Xong rồi tôi với ông đi về. Lúc đó không nhớ là tôi cầm hay là ông cầm, mà bây giờ mất tiêu rồi. Tôi không nhớ nữa. Mày không nhớ gì khổ mày ghê á. Nhiều khi mày cầm đem về mày làm rớt ở ngoài đường đó, rồi mày quên, rồi mày quay lại mày kiếm nữa đâu ra là có. Đúng rồi, cũng hợp lý. Ông nhí, ông nói cũng đúng. Có thể là anh em mình quên. Nếu mà anh em mình không quên á, thì cái rổ hột vịt nó vẫn nằm chỗ này, và người lấy là ông nhí. À đúng rồi. Gì đúng, đúng gì? Lục xót thì mày kiếm ngoài cái bàn kia. Mắc mớ chỗ này mày vô đây làm chi? Vô coi thử coi. Nhìn sơ qua cái thôi. Ông đi ra tôi kiếm cho. Anh trận liền thấy không? Cái này là cái gì? Cái này cái bịch hột vịt của tao chứ gì? Cái này ông mua hồi nào? Cái này tao mua hồi sáng đó. Vậy là hồi nãy ông nhí ông giấu. Ông giấu, ông để dành, ông ăn mình nè. Giấu cái này hả? Cái này của tao mà tao cất chứ mắc mới gì giấu. Rồi hiểu rồi. Vậy là cái rổ hột vịt của mình mất rồi. Mất rồi. Quên ở đâu rồi đó. Rồi thôi luộc ăn đi. Luộc ăn đi, cũng trưa rồi, để dành chi nữa. Ông luộc ông ăn đi, buổi sáng á quan trọng lắm nha. Bây giờ gần trưa rồi. Ăn đi. Đúng rồi. Thôi đi luộc ăn đi. Đi luộc ăn đi. Hai phải đi về bến đi. Tôi với ông Tư ăn rồi mà ăn chi nữa. Rồi no rồi. Đứng chơi thôi. Đứng chơi thôi chứ mày ăn tao cũng cho rồi mày ăn. Rồi tôi biết rồi. Vậy là cái rổ hột vịt của mình á bị mất rồi. Mất rồi. Lúc nãy mình đi mình dấp cục đá mình rớt mất tiêu. Thôi bỏ đi. Coi ông nhí ông luộc hột vịt của ổng ông ăn nè. Wow, nước sôi sẵn hả? Nó mau chín. Rồi, vậy là nước này á là ổng nấu trước, xong rồi ổng chế vô. Bỏ hột vịt lộn vô để mà luộc. Cái muối thì nó ngon rồi. Ông Tư làm gì vậy? Ông Tư ơi, cẩn thận ông Tư ơi. Thằng đầu lao này mày làm gì vậy? Mày thằng này làm gì vậy? Cái mùi hột vịt lộn mà nó thơm phức vậy đó. Là mày trước khi ăn mày phải hửi nó. Người ta còn khoái hửi nó chứ ở đó mày đi mày che lỗ mũi mày lại. Trời đất ơi, ổng bắt lửa rồi. Thì mày phải bắt lửa nó mới chín chứ mày. Bắt lửa lớn hả? Ừ. Cho tôi với. Trời đất ơi. Để tôi làm cho. Nói chung là anh em tôi ăn được nhưng mà chịu không được cái mùi. Đỡ rồi. Bởi vì hai mày không biết ăn. Chịu không được cái mùi. Quá đã. Đó mà nước vừa nóng lên cái hột vịt nó ra mùi thấy chưa? Nó có mùi chưa? Nó ra cái mùi hột vịt đó, nó thơm đó. Phải không? Ừ. Phải mùi hột vịt lộn không? Hột vịt lộn đó. Trời đất ơi. Đây nè, nó có cái lỗ hơi này mày cũng nghe nè. Ông nội ơi. Cái gì vậy? Ông Tư ơi, ông làm gì vậy? Thằng ngáo này. Chưa có xi nhê gì hết. Trời đất ơi. À, ông Tư á, ông bị dị ứng mùi. Cái mùi hột vịt lộn mà nó thơm lên ông chịu không nổi. Cho nên là ông đội nón, ông che con mắt, ông lại che lỗ mũi, che lỗ tai lại cho chắc. Tôi cũng che lỗ mũi nè. Thằng
tào lao quá. Chú cha, nó đang căng lên ông Tư ơi. Đang căng lên. Cái nồi vịt to bình thường ha, mày làm gì vậy? Chín chưa? Gần chín rồi. Chù cha, cái hộp vịt bây giờ nó xanh lè lên ta, nó căng tròn luôn. Đó, 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 nó nổ ơi, nổ ơi. Chết bà nội ơi. Gì nổ? Đừng mở ra. Chạy không tôi ơi. Thì ghê quá. Chạy, chạy. Ra ngoài đây mà còn nghe hôi á. Ai biết hộp vịt ông hỏi tôi. Cái này á, ông mua á là hộp vịt thúi hay là hộp vịt lộn? Chín chưa? Chín rồi mày ơi. Hồi nãy giờ á nó nổ 2-3 trứng rồi. Trời đất ơi, ông làm gì vậy? Ông đừng có mở ra nữa. Đừng. Chạy. Ê, không biết nó chín chưa mày? Không biết nữa, ông vô ông coi thử coi. Mày vô mày coi đi. Hộp vịt của ông mà ông kêu tôi. Ừ. Coi nó chín chưa, để nó khác bây giờ. Mày vô coi đi Tưng. Thôi, hộp vịt tao không coi đi. Sao mày chắc có gì đâu mày nhắc như vậy? Coi chừng cẩn thận, gắn lỗ mũi vô. Ông này ông làm giống đi quýnh trận quá ta. Bình thường thôi. Cái mùi đã thúi lắm rồi. Cái nồi hộp vịt thúi mà có gì đâu sợ dữ vậy. Ủa mày chết á. Để ta. Ông Tư ơi. Chuẩn bị chạy nha ông Tư. Ông tính mở nắp lên hả? Ô nó chín chưa? Hồi nãy giờ tôi nghe nó nổ cỡ 3 trứng rồi đó. Giờ nó thúi lắm, không chịu nổi đâu. Ê, ê, đừng, đừng. Trời đất ơi, sao ông không chịu đẩy nắp lại? Nó khôn quá. Làm sao bây giờ đẩy nắp lại? Chút xíu nữa là nó thúi hết nhà luôn. Nguyên cái chạy cá ông không ai dám vô luôn. Tôi nói thiệt. Chết rồi, bây giờ làm sao đẩy nắp lại? Bịt lỗ mũi lại đẩy lại. Ông Tư ơi, đẩy giùm coi. Mày vô mày đẩy lên đi. Ông nhí ông gần xỉu rồi. Cẩn thận, tôi đứng ở đây mà tôi chịu không nổi á. Động tác dứt khoát lên. Ừ. Thường á, nếu mà luộc hộp vịt thúi để mà ăn á, là người ta sẽ bỏ vô cái bịch mi lông. Đúng rồi. Đó. Còn ông nhí là ông chơi, ông bỏ trực tiếp vô bắt lửa lớn lên. Ông nội ơi, nó nổ chịu gì nổi. Tao đâu có biết đâu. Bây giờ ba thằng mình phải giải quyết cái nồi này nè. Giải quyết sao được, bây giờ ông ăn đi, ông lại bỏ. Ừ. Đi vô ăn đi. Ăn
ăn cái gì nó giống như bom ở trong á. Bị nó nổ rồi kìa. Nó mà nổ cái là tao thua luôn á. Thôi buồn quá. Hết dám vô luôn rồi. Giờ tôi với ông Tư nè, canh chuồn về. Chịu hết nổi rồi. Giờ đi ra cái cửa, đi ra cái cửa là chịu không nổi gì nữa. Có chịu khóa không cho mượn đi, đi cửa sau về coi. Khỏi mày. Hai thằng bay đem nó về đây nè, bây giờ hai mày phải ở đây giải quyết. Ai biểu ông lấy chi? Nhưng mà tao tự học dịch. Thì học dịch đó. Ông Nhĩ ơi, hết thúi chưa? Trời đất cơ, đã nói rồi không nghe, luộc lên chi rồi thúi. Trời đất cơ. Vẫn còn cái mùi. Vẫn còn hăng hăng không? Vẫn còn hăng hăng cái mùi. Nè, anh em tôi đem mấy cái hộp vịt lộn qua tặng cho ông nè, mệt ông quá. Đây. Còn cái chuyện này chủ yếu là xem phản ứng ông như nào thôi. Đó. Còn đây là mấy cái hộp vịt lộn hai anh em tôi ăn chừa cho ông đó. Cái này ông luộc lên một cái ha, nó nổ bụp 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 đã lắm. Mày báo mà. Có đâu, hộp vịt lộn ở đâu nổ? Hộp vịt lộn hồi nãy là hộp vịt ung, hộp vịt thúi. Còn cái này là hộp vịt lộn nè. Đó. Thơm lắm. Không? Thiệt. Rồi đi về bến đi. Vệ sinh chỗ này cái không quá, không thúi luôn mà.